trải qua mấy ngày trong cái mùa hè này. Together with the traditions, together with the fathers and sisters, like workers of the mission house, we thank you very much for choosing this place for this conference. Cuộc thăm viếng của quý cha lại trùng vào trong cái năm kim khánh của giáo phận Thượng Lộc của chúng con. Vậy như vậy, Chúa đã thương ban cho chúng con muôn vàn hồng ân, thì đây là thêm một hồng ân nữa. This conference is held on in this year our golden jubilee of the establishment of our diocese. This is the keystone. Và trong cái năm kim khánh này, chúng con lần lượt và chia sẻ với nhau về những hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho chúng con. In this jubilee, golden jubilee, we share gifts we receive from God. Cùng với bao nhiêu những thực tế mà quý cha đã nhìn thấy trong những ngày vừa qua, thì chúng con ước mong quý cha cùng với hai đứa giám mục và chúng con tạ ơn Chúa về muôn hồng ân ấy, và đặc biệt hồng ân người giáo dân của Việt Nam nói chung và của Xuân Đồng nói riêng. This opportunity to us to give thanks to our Lord for all what the Jew experienced during these 3 days, and please pray for us from the holiness of our people of God's people. Bởi vì trong 70 năm qua, vì chiến tranh, vì những thực tế của đất nước Việt Nam, mà nhiều nơi không có linh mục không thể đến những nơi đó. Tuy nhiên, niềm tin vẫn có ở tất cả mọi nơi. During 70 years in that foreign war, the world is horrible. So even that, the faith is still alive in the hearts of people. Mà cụ thể, trong thời đại hiện tại hôm nay, cũng có những nơi mà anh em linh mục chúng con chưa được phép đến để hoạt động tôn giáo, nhưng vẫn có người giáo dân ở nơi đó làm việc tông đồ. Right now, there are some zones, some areas, where priests cannot come to teach and teach, but the people is there and live their faith. Và chỉ trong 10 năm qua, chúng con đã ghi nhận được rằng chính nhờ công đồng của người giáo dân mà giáo phận Xuân Lộc đã thành lập được 55 giáo xứ trong số 75 giáo xứ được nhà nước công nhận. We have a deep experience during 10 years, 10 last year. 55 parishes were established by the presence of first lay people. Và chúng con kính xin quý đức cha, quý cha và đoàn tiếp tục cầu nguyện để ơn đức tin được trở nên vững mạnh nơi đất nước quê hương của chúng con. Please continue to pray for us for the gifts of faith that you do increase in our country. Monsignor, we have priest companions from the diocese, Fathers Francis, Dominic, and Jerome with us. Father Peter, we would like to thank Father Peter. We would like to thank all of them. Without the English translation, we will be lost now. And in advance, we would like to congratulate Father Jerome, because on May
May 16 of this year, he will graduate with his doctorate degree at the University of Santo Tomas. And he's finishing his theology and his dissertation. He has been sharing it with us. Is on basic ecclesial communities. The vibrancy of the faith in the Philippines is primarily found in the basic ecclesial communities. This is particularly found in Mindanao and in Southern Tagalog. And it is our hope that the basic ecclesial communities becomes a means for us to bring about greater renewal of church in Vietnam. So on behalf of this group, Your Excellencies, Monsignor, the formators, the fathers from the seminary, once again we would like to thank you from the bottom of our heart. And we would like to ask Your Excellencies to give us your blessing. And we sing a song to our Blessed Mother. Thank you.